Ở cầm tấm giấy ảnh của chồng của cô Hòa theo luôn hả? À, đây. Đây là cái gì đây? Cũng cái giấy ảnh luôn đó. Giấy ảnh. Giấy ảnh có bà gì? Cũng đáng này lâu lát đem chờ gọi chùa hết luôn. Ờ. A mô A Di Đà Phật. 2, 4, 6, 8, 10, 2 triệu. 2, 4, 6, 8, 10. Đây là cây cầu để đón cô lên trên xe lớn để mà đưa đến chùa Tam Sóc để quả thiêu á cả nhà. Đây là người thân cũng mới đến chân cầu ở đây. Thì mọi người cũng đều đón cô đi bằng một cái chiếc chẹt á, với lại một cái chiếc giỏ để đi ra đây. Cách khoảng mấy cây số luôn cả nhà. Đây là hướng để đi ra chợ Mỹ Tú á. Bây giờ là phải đậu xe ở đây và đi xuống xuống dưới để đây là cái đường đi lên đây cả nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở cầm tấm giấy ảnh của chồng của cô Hòa theo luôn hả? À, đây. Đây là cái gì đây? Cũng cái giấy ảnh luôn đó. Giấy ảnh. Giấy ảnh có bà gì? Cũng đáng này lâu lát đem chờ gọi chùa hết luôn. Giấy ảnh của bà gì hả? À. Ở đây là giấy ảnh của chồng. Ảnh kia còn cái ảnh thờ kia là cũng gỡ luôn. Này mình đặt trước á. Cái khuôn đặt trước. Dạ, dạ. Đây là cái hộp kiến, cái khuôn á. Dạ dạ. Hộp kiến ha. Có nè, có đèn bút nè. À, không có, tôi để xe tôi nè, nhưng mà kiếm cái con dây buộc mới được. Rồi, để từ sáng giờ mới thấy mấy Ngọc đây. Sáng giờ đi đâu không thấy. Nên nhà ha, bữa nay cũng đưa đi ra chùa luôn. Đưa ra chùa ha. Anh em bà con cô bác thì cũng cùng nhau đi lên chùa hết nè. Dây nào chân trời. Cảnh mà mất rồi không còn ai để thờ cúng nữa hết. Gửi vô chùa luôn. Cầm cái tấm giấy ảnh gì nè cả nhà ơi. Đến rồi đó, xe thì đậu ở đằng kia kìa cả nhà, xe đưa tang đậu đằng kia. Chè con chạy tới bến rồi đó. Mình cũng đi xuống bến để đón cô, cầu nguyện cho linh hồn cô sớm được siêu thoát cả nhà. Đây còn 5-7 cây số nữa là gà tới chợ Mỹ Tú. Đây là cầu Bắc Bộ đó nha. Đường đi thì cũng có đi nữa, mà xe thì đậu ngoài kia. Di chuyển lên thì có mấy anh đạo tỳ cũng ghinh. Sao vậy, còn thiếu gì hả chú? Còn thiếu gì hả chú? Lấy xe. Ở lấy xe chạy vô hả? Ôi, chạy xe vô. Đồ đạc rồi chở theo hết. Bên này tấm giấy ảnh của gia đình đều đem gửi vào chùa. Chưa bao giờ mà thấy cái cảnh người thân cầm bánh cùng với chị Hòa 51 tuổi gửi vào chùa hết luôn cả nhà. Chúng đi với con hả? Ừ. Bây giờ chúng lên xe lát con chở chúng đi luôn, chúng chỉ đường. Mình qua bệnh trước đi. Chỉ qua chùa hả? Chỗ theo lò theo á. Chỗ lò theo. Đó có thì vừa Dương Hai qua bệnh cũng đợi xe này qua, Dương Hai mới đi đâu mới đi mà. Cũng như dẫn đường tôi đi đó. Tại vì tôi đi con mình nè, chở chú đi luôn. Dạ. Chở tôi đi luôn, rồi lặn tôi xếp tới đây chở. Rồi ba có đồ cúng đồ đó. Cho chú lát nữa đây. Cái ba cái đồ cúng vào bên trong. Ủa nãy đồ cúng giỏ đồ cúng đâu? Trên xe. Rồi ở trên này khẩm mũi hay gì vậy? Một lát nữa ai đem cái giỏ đồ cúng đó. Chạy qua bên rồi trước nha, đâu phải tôi cúng bên bạn trước.
chở đồ cúng ở trên xe hết rồi. Thôi chị ba ơi, thôi chạy theo ông thầy trước luôn nha. Lát đi theo tôi qua bển luôn. Rồi chạy được. Cái chú này đi. Di chuyển tất cả đồ đạc. Di chuyển hoàn. Còn một đoạn nữa cả nhà. Mấy cây nữa mới tới. Di chuyển trong nhà đưa xuống chẹt rồi lên xe rồi xong rồi mới đi lên chùa rồi. Chùa Tâm Sóc. Quá giản hơn lên phố Tâm Sơn thì hỏi gì thì chân. Qua trăm năm giáp dọc vương vương đoạn năm mươi mấy tuổi. Tử ân ngày 30 tháng 8 năm giáp. Hết giờ hết à. Không còn ai thờ cúng nữa thì gửi hết luôn. Tại vì bé còn nhỏ. Ờ, có thể là dỡ nhà luôn để cho bé tìm một người nào đó để chăm sóc bé. Đây là cọng nào nè, đưa được xong gần 4-5 cây á chứ không phải 2 cây đâu. Đi đường này tiết kiệm được 3-4 cây số đó. Nếu mà mình đi vòng kia là tranh lệch nhau ở 4 cây số. Đúng rồi, đúng rồi. Mà đường này hình như là người ta lưu thông nhiều nè. Lưu thông rồi nhiều. Ít lục bình. Chứ đi đường kia lục bình rồi. Đường kia lục bình quá. Giờ phải quay đầu xe ha. Nè, xuống cái xe đó rồi. Cho xe này đi quay đầu xe kia ra. Rồi chạy vào luôn chú ơi. Tài Đức. Xe này gãy không? Không. Hết gãy luôn, hết gãy luôn. Rồi chú lên đây. Ôi, thôi. Rồi là đây con. Lên trước được con. Đừng có bước trên con lăng đó nha. Bước trên con lăng bé này, bé này có cầm tay bé này ha. Đừng có bước lên con lăng. Đừng có bước lên con lăng. Rồi tôi xách cái luôn đây luôn, xếp vô vào đây. Đưa cầm con. Đây chuẩn bị luôn. Đây lên. Lên luôn. Xếp lại đi con. Đừng nè. Lấy giỏ nha, lấy giỏ. Lấy giỏ. Lấy giỏ. Giờ mình cũng đi cùng với gia đình lên chùa. Đưa tiền tới chỗ luôn ha. Để như là tiếp và nhất là gửi ba di vật ở trong chùa. Đúng rồi, nhất là ba di vật rất là đau lòng khi mà một gia đình mất rồi lại gửi di vật. Nhà có ai đi không? Xe di chuyển rồi đó cả nhà. Rồi cũng đi cùng với gia đình lên chùa. Cả nhà gần 1 tiếng đồng hồ rồi thì xe cũng đã bắt đầu tới chùa Tam Sóc. Đây là phía sau của ngôi chùa Tam Sóc đây. Ở đây là có hai cái lò thiêu nè cả nhà ơi. Ngồi Di Đà Phật. Mọi người nhà cũng mới vừa đến nơi. Lò thiêu ở đây thì cũng chuẩn bị sẵn luôn rồi. Xe đầu di chuyển vào tại đây cũng tới trước cái nè cả nhà. Ủa xe có ai vậy? Xe ai vậy? Lại nóng giờ vậy? Xe có ai vậy?
Trời ơi. Chiếc xe đậu giữa đường, vô đây. Để như ý rồi, mới vừa xuống xe rồi. Bỏ hết kiểu kia. Quay xuống dưới đây, quay đầu. Để di ảnh xuống luôn, bữa nay đem di ảnh có cha cùng với mẹ là đi sau khi mà quả tiêu xong rồi đem vào chùa. Nam mô Địa Tạng Tư Tôn Cô Bạc Đồ Tiết Độ Phật Dì Quá Giảng Hương Linh Cố Tánh Sơn Thì Hoài Tự Tánh Tự nhiên là trời đổ mưa luôn rồi cả nhà. Trời nắng mà được. Nắng mà mưa luôn, cái lạ. Rồi mưa. Mưa tới luôn rồi. Mưa luôn rồi cả nhà. Hôm qua cũng mưa mà bữa nay cũng mưa luôn. Chùa luôn đi, trong chùa đóng như đọc kinh, rồi cho chỉ đó. Tuy nhiên trời nãy trời nắng chang chang luôn á, lại di chuyển mình không biết lý do như sao nào, nó lại trùng hợp á. Trùng hợp trời, thấy trời đông lòng luôn.
mình đem mấy tấm di ảnh ra rồi mình gửi chùa nào á chị? Gửi chùa này luôn hả? Dạ. Ờ, vậy là quả thiêu xong rồi chùa nhận luôn. Dạ, dạ chùa nhận luôn. Như gia đình chỉ như chị em ai cũng bệnh đau như hoàn cảnh gì đó rồi cái gì gửi chị vô chùa. Dạ. Có nghe nói là có tấm ảnh của người gì nữa đúng không? Người chồng. Chồng. Ờ, cũng chồng. Chỉ thờ đó gọi như giờ chỉ mất rồi cũng đâu có ai thờ. Nghĩa là đem chồng hai vợ chồng vào hết luôn rồi như gửi vô chùa luôn. Nãy có đem tấm di ảnh của chồng thôi. Chồng. Đâu rồi chồng. Ta đem tấm ảnh của chồng là theo luôn. Ờ, theo luôn. Như vợ như bé Như Ý thì giờ ở như người gì rồi như gì đâu có thờ được. Dạ. Bé con không thờ được mà gì cũng lớn tuổi nó không có thờ được. Rồi không có thờ được. Phải giờ gửi đem gửi vô chùa luôn. Cho hai anh chị vô nghe kinh kệ để nghe cho kinh kệ dạ phù hộ cho bé để bé vừa có căn bệnh á dạ. Thấy rất là tội mới 10 tuổi rồi chưa có biết gì bởi vì tội nghiệp cho bé thấy lâu cũng khác một mình nó dọn thân mình có người gì thì cũng lớn tuổi rồi hay chỉ bệnh hoài đó chứ đâu có đi được vậy là hiện tại là bé nó sẽ về ở với người gì dạ ở với dì Tư trước mắt là gì Tư bé nó cũng lo là khi mà gì ít năm nữa sợ lo nó bé không được á thì cũng nhờ một người chị để đứng ra lo chị Quyên đó là con của dì Tư đó dạ. Dạ. Biết sao giờ thì giờ như giờ nói với mấy chú là giờ như bên Mạnh Thường Quân giúp như ngày hôm qua nay vậy ha như đám gì đó như dịch bệnh thì để cho bé Như Ý dạ, dạ. Dạ, để như đi trị bệnh là thuốc men đi tới đi lui rồi này kia đã lo cho bé dạ. Dạ. Làm đám xong rồi dư chút đỉnh thì cũng dạ, giữ cho bé đó dư được một triệu vậy đó dạ. Để thuốc men và cho bé dư cho chị Tư đó à, cho bé thực chị này cũng mới sớm cũng rất nhiệt tình dạ. Hôm giờ cũng nhờ chị chia sẻ để chia sẻ chú ơi hôm nay là ở gần gũi là sát bên đó là chị em tới lui như từ chỉ về tới giờ là thấy cũng như tới lui cứ lui hoài như vậy không có ai cầu nguyện cho hương linh của cô sớm được siêu thoát trở về nơi cõi Phật có lên thiên phù hộ cho gia đình. Giờ tối con ho nên con ngủ không được. Ho, tối ho ngủ không được. Quay đòi dơ á. Qua là tính đi bệnh viện mà không có đi được á. Mưa quá. Chị là chị gái hả? Chị bà con hả? Chị bằng gì? Chị bằng gì? Này đi với bé ở nhà để đưa tiễn nè. Mẹ của Như Ý đến chùa Tam Sát này để làm lễ quả táng á. Nghe đâu là cũng khi mà quả táng xong thì cũng gửi trong chùa đó hả chị? Dạ. Này thì thấy rất là đông người nhà cũng bà con ha, bà con bà cũng lối xóm cũng đưa tiễn. Dạ. Vì là giống như có bệnh là không có đi theo hay sao? Hay là sáng mẹ vẫn dò rồi đi không có ai ở nhà hết cha đi không. Ờ. Ở gì là đến chính ra là mẹ của chị gái này luôn. À dì Tư á hả? Ừ. À là mẹ hả? Ừ. Có mấy chị em chị? Mẹ em nhà 5 6 chị em mà có 2 gái à. 6 chị. Có dòng Mỹ em bị mất rồi về đây. Ừ. Chị bên Long Mỹ thì xong rồi mới về đây. Nó lần nào quá thiêu mẹ xong rồi đưa bé đi khám. Đưa nó đi chích. Đi chích luôn. Chích. Bây giờ ở đây mình đợi hay sao? Đợi hay là như thế nào? Đã tan rồi chứ gì chứ tùy ai đợi mình mới hỏi. Ồ. Trong cái thời gian mà để quả thiêu đó mình đưa bé đi chích đi. À, hoặc là uống thuốc gì đó. Mấy tiếng nữa mà, mấy tiếng nữa mới lại nhặt hai cốt. Mình tranh thủ. Gì cũng bệnh ở nhà. Đưa bé đi ăn đồ. Này có gì chưa? Sáng giờ ăn thuốc chưa con? Ừ, gắng uống thuốc chưa nghe, đừng có quên nha. Ừ, gắng khỏe. Ừ, mẹ cũng mất rồi đừng có buồn nữa. Ừ, mẹ giống như mẹ ngủ rồi. Cố gắng lên. Từ mẹ con thấy bé nó yếu. Yếu rồi. Nó đừ. Mấy ngày nay. Trời ơi. Hôm nay dậy sớm để đưa mẹ đi nè. Sáng giờ đưa ra ngoài đó rất vất vả ha chị, đi bằng xuồng ra hả, ghe hả? Bên này cha dưỡng có đi không? Không có ra đây. Con có thấy cha dưỡng không? Không thấy luôn hả? Chị Hai thôi là con của cha dưỡng á. Chị Hai cha dưỡng. Con có cha dưỡng. Vậy chắc cha dưỡng bị bệnh rồi. Cha bị
bị bệnh rồi. Hồi chị ngay cầm áo phát ra hả? Hay là đón tối ngồi đi, lại đón ngồi đi, ngồi đi, đón ngồi cho khỏe. Đi đi đón chị, đi chị dắt bé. Cha, cha dự cũng có con. Phú thì do chị Tư. Nãy gặp sự cố kìa. Cái đường gây nó bị gãy, đẩy vô không được. Bây giờ rút ra nó cũng khó nè. Gạch nó bể hết rồi đó. Nói chung là lò cũng đã cũ rồi đây nè. Gạch bể hết rồi. Đây anh em coi nè. Lò quá cũ luôn. Cái trên cánh cửa này nó muốn sập luôn rồi. Đúng rồi. Bỏ trên một hết rồi. Này nếu mà có ai tài trợ. Nãy đút không vô hả? Đút không vô rồi. Đút vô chịch đường gây rồi nó bị chịch á. Hư cái bánh xe kìa, bánh xe cũng nó bị chịch kìa. Đẩy cái gì đâu. Cũng hư hết trơn. Bây giờ kéo ra không được hết kìa. Khó kéo ha. Kéo ra. Rồi gớt cục gạch luôn. Cầm cái nó gọn chút xíu vậy để xe. Với sao mũi. Cầm vô á. Là nó sẽ là cái gì thôi. Cứ kiếm hả? Cái này để hài cốt gì luôn. Cầm mẫu nha. Mẫu tay kiếm. Mẫu đâu. Thì đó thì bây giờ ai cầm được. Ở trong đây thì nghỉ đậy đấy, nghỉ đậy. Ở trong đây, vô đây rồi. Có cái nóc rồi. Thì hôm nay đến đây cũng cùng với gia đình đưa tiễn cô Hoài 51 tuổi đến chùa để làm lễ quả táng. Thì có mình luôn gửi cho dì Tư. Dì Tư có như ý ha, gửi hộp thuốc cho dì Tư, nghe nói dì Tư bệnh á. Đây con nhận đây là món quà của cô Ngọc ở Úc á. Nó là mua gửi. Mua gửi cho dì Tư con á. Rồi có gì về đi điện chú chỉ cho cách uống nha. Nói là cô Ngọc rất là thương con luôn đó. Tội nghiệp bé ở nhà. Hôm nay thì dì Tư bệnh rồi không có đi được. Có chị gái là đi theo. Thì bên cạnh đó thì cô Ngọc cũng gửi cho con một ít tiền nữa. Thì ngày hôm qua thì mấy chú đến thì có gửi tiền của ông bà cho con rồi đúng không? Thì hôm nay thì có cô Ngọc gửi thêm cho con, giống như để mong mốt để đưa cho dì Tư để lo cho con á. Thì cô Ngọc ước gửi cho con thêm là 4 triệu. 4 triệu con nhận ha. Con nhận chút xíu nữa thì chắc cũng đưa bé về để đi khám bệnh đúng không chị hả? Đưa về để khám bệnh hôm qua ở đây. Bây giờ con cũng xin phép cô Ngọc ha, gửi số tiền này đến cho bé Như Ý 10 tuổi luôn. Cha mất rồi mẹ cũng mất. Bây giờ còn có mình như vậy đó cả nhà. Cầm máy giùm em cái anh gửi tiền cho bé. Rồi con nhận giúp chú ha. Rồi chú điểm là 2 4 6 8 10 1 triệu. 2 4 6 8 10 2 triệu. 2 4 6 8 10 3 triệu. 2 4 6 8 10 mấy triệu con? 4 triệu đúng không? Đó là bà Ngọc đó cho tiền con để con mai mốt con uống thuốc nè, về ăn rồi mua sữa gì đó để lo cho con á. Còn mẹ thì hôm qua thì có Mạnh Thường Quân gửi lo rồi. Đi quả táng thì cũng có Mạnh Thường Quân lo luôn. Cố gắng lên nha con, cố gắng lên để hết bệnh rồi để mốt mình còn đi học nữa. Nghỉ học cũng lâu rồi đúng không, mấy ngày rồi nghỉ học? Con nghỉ học lâu rồi hả? Đang học lớp 4 đó, rồi mẹ bệnh rồi nghỉ học tới giờ luôn. Ở chút là về còn gì chị? Xe về. Chị có lời nào muốn gửi đến cô Ngọc không? Cũng như là Mạnh Thường Quân không? Thay mặt cho bé đi, bé còn nhỏ. Thì cha mẹ mất hết rồi, bây giờ thì giống như chị gái này, giống như chị Tư cũng như đứng ra đó để nhận cái số tiền này để lo cho bé Như Ý. Chút thì con đưa tiền cho chị đi ha, về đưa cho dì Tư ha chị ha. Thì bữa giờ thì anh em đến thì có Mạnh Thường Quân giúp thì cũng đưa cho dì Tư đại diện giữ giùm để bé con nhỏ cả nhà. Bây giờ chị đợi chút xíu nữa thôi, thì cũng quả táng mẹ rồi, hai bé thì
về, còn ai ở lại thì không biết. Ai ở lại chị? Ai ở lại? À, cậu ở lại nha. Phải đưa tiền cho chị giữ đi con. Những bình thường mình quên cũng chung tay để giúp đỡ cho bé Như Ý đó cả nhà. Nhìn bé tội quá. Rồi con nghỉ ngơi ha, nghỉ ngơi đi rồi chút rồi chuẩn bị về, theo chị về nha. Chú chị đến đây là giống như gửi tiền của mình Thanh Quân, gửi tiền của cô Ngọc cho con, gửi thuốc cho dì Tư nữa. Cảm ơn cô Ngọc rất là nhiều nha cô Ngọc ơi, để giúp đỡ cho bé, nhìn bé thương lắm. Rồi con nghỉ ngơi nha, rồi xong rồi, vậy là xong rồi. Gán, có chút. Ồ, giỏi, thương quá, hiền lắm. Nào thì anh em đến chia sẻ đó thì biết được thì khi mà mai mốt mà quá tán thì đưa cha mẹ vào chùa luôn đúng không? Đưa cha mẹ vào chùa hết để cho bé thì. Mới vừa rồi thì anh em cũng gửi những cái tấm lòng quý thương của Mạnh Thường Quân gửi đến cho gia đình và cả nhà ơi. Mấy chúng cũng đang đem củi vào. Chưa nè, nữa là hôm mai tung tính là được lọc. Chất đầy củi vào đây để quả thiêu. Mày cầm cuốn họ hỏi một khoa tôi không nghe thay. À nó bỏ tô bàn đấy tám. Hả? Là rồi nó muốn bỏ tô bàn đấy. Lấy cái đó. Cầm qua nó một thừa tám. Bỏ chứ mà cho nó ót cho nó ót. Bán nó vô mất. Rồi, đâu xoáy nè. Xoáy cho tực. Tức nó dầm qua. Ủa, củi này củi tươi hay củi khô? Tươi. Tươi luôn hả? Ừ. Rồi, tươi cháy luôn. Ba ba. Màu cháy. Ba nó, ba nó. Thế nó có lá. Phải phải cho bán cho bán không? Phải phải cho bán cho bán vô không? Về mình mãn tới rồi, bán vô. Chất đầy củi rồi nó mới đủ. Rồi cái lò ở đây nhìn thấy cái cửa quá trời cái cửa nó luôn rồi. Cửa này nó muốn bung ra luôn. Muốn gớt ra luôn. Mình nhẹ nhẹ để gớt luôn. Ừ. Nguy hiểm quá. Này cũng khá là lâu. Là tiêu mỗi một lần sửa thì tốn rất là nhiều tiền. Cho nên là cứ để gì xài. Nhầm cái lò thiêu rồi. Cái cửa này nó gớt ra luôn. Phải lấy miếng tôn đậy lại. Trên đây thì nóc nó không còn nữa các nhà. Tôi cười. Con cửa. Chuẩn bị châm lửa đây nè. Đốt bên đây hả chú? Dạ, dạ. Châm dầu. Đây thì châm dầu để củi đã xong rồi thì chỉ chờ là lên lửa thôi. Cái này chắc không biết tới giờ mới nổi lửa hay sao. Đó thì cũng có một người chú là chuyên về ở đây là cũng như là xử lý là quả thiêu. Đây là chú nè. Chú đang đang coi giờ đúng giờ 11 giờ. Đúng 11 giờ trăm hả chú? Giờ trăm nè, giờ trăm. Trăm lửa là cuối cùng của cuộc đời rồi các nhà. Có mấy cái miếng vào ở đây là hình như là không cháy nè. Mấy cái đó là chống cháy hay gì? Nó không cháy. Cháy cái đó cháy mà. Đâu có đâu. Cái miếng... Cái miếng làm giải nhiệt cái đây cái gì? Miếng đó là cũng như cái keo để dán cho nó dính cái này. Dạ dạ. Đốt không cháy vậy? À. Miếng nó không cháy. Nó chơi lại lâu nó nóng quá.
Nếu mà có tiền thì sửa chữa lại ha. Quá trời lâu. Cũng tốn nhiều anh ạ. Cái lò này sửa chữa như là có khoảng bao nhiêu tiền vậy? Cũng nhiều là mình có thể giống như là mình tự ước tính thử đây rồi, tiền có khoảng nhiêu mới mình làm lại được cái lò này. Đúng là cũng là cỡ khoảng cỡ 500 triệu trở lên. 500 triệu là mình mới làm xây lại cái mới ha. Dạ. Đó là còn ít đó, 500 triệu á. Dạ, nói chung là mình ước tính là có khoảng bao nhiêu trở lên đó ha, mới làm đủ cái lò. Nếu mà còn hao hò thiếu gì đóng góp vô thêm. Dạ. Ở bên nhà chùa. Dạ, làm kinh phí làm cái lò này cũng rất là cao, từ 500 triệu trở lên. Thì nếu mà làm có khoảng mấy tiếng hồi chú ý đó, mở ra mở vô à, để rồi ha, khoảng tiếng hồi xong chú ạ, thép hết trơn rồi, cũng theo lò bữa này chứ cửa trước á. Kinh phí làm một cái lò hỏa táng tại chùa cũng rất là cao. 2 giờ mấy 3 giờ mới xong rồi. 2 giờ mới xong hả chú á? 500 triệu một cái lò cũng sắp sẵn sẽ chưa đủ đâu. Không nhầm, cái lò thiêu nghe nói là xây dựng lên khoảng hơn 1 tỷ nữa. Hơn 1 tỷ có lò tới 2 tỷ kìa. Cái đó là nó bự, bự hơn cái này nhiều. Tầm khoảng cái đó. Hiện tại chúng đang xây là gần 2 tỷ á. Cái lò đó nghiền đó là mình nói là 500 triệu là nói vừa thôi, nói là cao quá. Mình cũng phát hiện ra là dòng cái khu vực mà lò thiêu ở đây thì cũng có những cây hình như là cây bạc hà núi đây nè cả nhà. Quá to luôn, quá trời tốt luôn, nguyên một đám luôn. Cái này là hình thường thường tôi kêu bằng cây gái cái gì nè cả nhà, cây của bạc hà núi này. Cũng trị rất là nhiều chứng bệnh, giờ nó mọc ở đây. Cái đó cái gì á? Cây bạc hà núi. Phải không à? Không nhớ phải đâu. Đó. Nó giống quá nè. Cây cái lá nó bóng á, lá bóng. Như bạc hà núi. Hà núi to lắm, ở trên núi là nó to phút đầu mình luôn á. Một củ là mình vác không nổi luôn. Không? Cái này là cái cho thang mà mình quả thiêu á. Quả thiêu xong là người ta là cũng như bươi về đây nè, là người ta lượm hài cốt xong á, cho thang rồi có những cái hài cốt mà còn dư đó người ta cũng bươi về đây. Mà bây giờ có cái cây bạc hà núi này mọc ở đây quá trời tốt luôn nè. Cái cho là nó tốt, chắc thân luôn á. Còn ở bên kia cũng có đám nữa kìa. Đám kia hơi nhỏ, em vô gần đó quay kìa. Cái đó là thang là với cho cốt cái còn sót lại á. Cái cũ quá trời bự luôn. Phải. Cũ to ghê luôn. Cái này bạc hà núi nè. Cũ bằng cụp giò luôn. Thì đã khoảng 2 giờ mấy 3 giờ thì cũng xong xuôi, đem ra để nhặt hài cốt này, nghe gia đình bạn định là đưa về nhà để thờ cúng 9 ngày rồi mới đưa vào chùa, gửi về trong chùa. Tại bé Như Ý còn nhỏ quá. Ở đây thì video cũng khá là dài rồi, em cũng xin được tạm khép video tại đây. Mọi chuyện cũng đã xong hết rồi đó cả nhà ơi. Cũng xin kính chúc và quý khán giả, quý mình Thường Quân luôn có thật là nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Xin cảm ơn rất là nhiều tấm lòng quý giá của mình Thường Quân đã gửi qua cho gia đình. Thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại ạ.